Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 16 tháng 3, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tin vui liên quan tới chương trình tự chủ vũ khí diện rộng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đôi khi chúng ta hay nói vui với nhau khi trúng quả hay là đạt được hàng loạt thành công liên tiếp trong cuộc đời rằng thời tới cản không nổi, lúc thành công thì liên tục, làm cái gì cũng thắng. Ghép câu nói này với chương trình nghiên cứu vũ khí trang bị hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam xem ra không phải chính xác cho lắm. Tuy nhiên, đúng là thời tới cản không nổi. Liên tiếp có nhiều tin vui liên quan tới việc nghiên cứu, thiết kế vũ khí trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay. Vừa rồi còn đang ước, không biết bao giờ Việt Nam sẽ phát triển vũ khí hàng không chính xác cao trang bị cho các máy bay chiến đấu trong nước. Tưởng như giấc mơ này sẽ phải mất vài năm hoặc trên chục năm có lẽ, thế nhưng xem ra ý đồ đó đã và đang diễn ra mất rồi. Hay nói một cách chính xác hơn cả, quân đội ta đã và đang nghiên cứu vũ khí hàng không chính xác cao để trang bị cho các chiến đấu cơ có trong biên chế. Thông tin này được tiết lộ một cách vô tình trên cổng thông tin Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cụ thể, trang web này đã đăng tải một số thông tin sơ lược về đề tài nghiên cứu động lực học và điều khiển thiết bị bay theo quan điểm cơ điện tử do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì. Đề tài này thuộc nhóm các nhiệm vụ trong chiến lược nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ 2012-2015. Kết quả của đề tài đó là nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 4 bản vẽ kết cấu tên lửa hiện có tại Việt Nam bao gồm Urane, X-23, X-La và A-87 cùng một bản vẽ kết cấu tên lửa đẩy. Ở đây, chắc là sẽ sớm có thắc mắc về việc Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường học mà, việc họ khảo sát chắc là để học tập. Đúng vậy, về nhiệm vụ chính của Học viện Kỹ thuật Quân sự, họ được sinh ra để đào tạo sĩ quan kỹ thuật cho toàn quân. Nhưng đối với quân đội, họ cũng là đơn vị nghiên cứu thiết kế vũ khí trang bị đầu ngành. Nếu hỏi ở đâu tập trung nhiều sĩ quan giỏi về nghiên cứu vũ khí nhất, chắc chắn đó là Học viện Kỹ thuật Quân sự. Có giỏi thì mới làm thầy được chứ. Mặc dù thông tin này chưa thể nói chính xác là Việt Nam đang nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí được liệt kê, tuy nhiên, với bất cứ loại vũ khí nào, trước khi tiến hành thiết kế và đi vào chế tạo thử nghiệm, người ta đều phải có công tác tìm hiểu kết cấu, khảo sát thiết kế. Đặc biệt, với các loại vũ khí mà chúng ta sao chép theo mẫu của Nga hay Mỹ, đều phải có công tác này, khảo sát, tìm hiểu kết cấu trước khi xác định ta làm gì, mua cái gì, như thế nào. Không phải tự dưng, cứ mổ xẻ khẩu súng, máy bay, xe tăng ra, sao chép một một, từng bộ phận là xong. Dễ thế thì 90% thế giới tự chế tạo được máy bay xe tăng rồi, làm sao mà phải đi mua. Thực ra, việc chúng ta nghiên cứu thiết kế tên lửa hành trình KH-35 Urane, tên lửa vác vài X-La và tên lửa vác vài A-87 do chính Việt Nam sản xuất không phải là chuyện bây giờ mới nói. Tuy nhiên, điều gây hứng thú nhất đối với chúng tôi và các bạn ngay sau khi kết thúc bản tin này đó là cái tên X-23. Một thông tin mà chúng tôi tin rằng không loại trừ một khả năng chúng ta có thể khởi đầu việc nghiên cứu vũ khí hàng không từ X-23. Trước hết, hãy tìm hiểu sơ bộ về X-23, đó là loại tên lửa nào, lịch sử ra đời, tính năng kỹ chiến thuật. Lần giờ các tài liệu thiết kế vũ khí, X-23 là định danh theo tiếng Nga của tổ hợp tên lửa không đối đất chiến thuật KH-66 và KH-23 do Liên Xô cũ sản xuất. Thực ra, chữ X trong tiếng Nga khi đổi sang bảng chữ cái tiếng Anh thì nó chính là KH. Tương tự với các tên lửa hàng không như KH-25ML, KH-29, KH-31 mà Việt Nam đang sử dụng hiện nay, tên tiếng Nga của nó theo cách ta đọc thì gọi là X-25, X-29, X-31. Do đó, có thể khẳng định thứ mà Học viện Kỹ thuật Quân sự triển khai nghiên cứu kết cấu là tên lửa không đối đất KH-66 và KH-23. Đây là vũ khí không đối đất thông minh được Liên Xô thiết kế vào thập niên 60-70 cho các máy bay chiến đấu như Mi-21, Mi-23, Mi-27, Su-17M3, Su-20, Su-22M, M3, M4. Có một điều đặc biệt mà không phải ai cũng biết, đó là lịch sử phát triển X-23 tại Liên Xô có liên quan mật thiết tới yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chẳng là vào năm 1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go nhất với yêu cầu về vũ khí tấn công đối đất cho các tiêm kích Mi-21 được Liên Xô viện trợ, Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mạnh bạo đề xuất chính phủ Liên Xô cung cấp tên lửa không đối đất có điều khiển. Điều đáng buồn, lúc bấy giờ, vũ khí không đối đất có điều khiển vẫn nằm ở thuở sơ khai tại Liên Xô. Liên Xô lúc đó cũng chưa có vũ khí hàng không tấn công đối đất chính xác cao nào được coi là tốt và hiệu quả cũng như phù hợp cho yêu cầu viện trợ. Dựa trên yêu cầu từ miền Bắc Việt Nam và nhất là sau khi ghi nhận việc Mỹ đưa vào thực chiến tên lửa không đối đất AGM-12 Bullpup trong các cuộc không kích miền Bắc Việt Nam khiến các nhà khoa học Liên Xô đã nóng máu phải đáp trả. Ngày 3 tháng 4 năm 1965, 16 chiếc cường kích F-105 của không quân Mỹ mang theo đạn AGM-12 đã lần đầu tiên thực chiến tấn công cầu Hàm Rồng ở tỉnh Thanh Hóa, cây cầu huyết mạch có giá trị lớn trong việc đảm bảo tuyến hậu cần Bắc Nam. Với công nghệ thời bây giờ, phi công F-105 phải lái đạn từ lúc phóng tới lúc tấn công mục tiêu.
Sau khi cuộc không kích xong xuôi, toàn bộ các tên lửa bùn púp đều nằm dưới sông Mã, còn cầu Hàm Rồng không một vết xước. Mặc dù cuộc tấn công của lực lượng Mỹ không thành, nhưng nó cũng khiến giới quân sự Liên Xô hiểu rằng đã tới thời của vũ khí tấn công thông minh, không sớm thì muộn, người Mỹ sẽ hoàn thiện nó. Giúp Việt Nam cũng như giúp chính mình, ngay trong tháng 4 năm 1965, cục thiết kế OKB-134, sau này là NPO Vimpel, đã bắt đầu việc phát triển vũ khí đối đất thông minh với mật danh X-23 hay gọi là KH-23. Tuy nhiên, họ nhanh chóng gặp vấn đề về hệ thống dẫn đường sau khi đạn rời khỏi máy bay. Bế tắc, lúc này, nhà thiết kế Yuri Koroliov đã đưa ra đề xuất của riêng mình dựa trên các thử nghiệm trước đó với tên lửa không đối không RS-2US. Trước đó, vào năm 1963, trong quá trình nghiên cứu phát triển các phương án sử dụng tên lửa không đối không dẫn đường vô tuyến Kalinin K5, người ta đã tiến hành thử nghiệm một phiên bản không đối đất dựa trên đạn K5M, còn gọi là RS-2US. Kết quả, thử nghiệm không thành công vì đầu đạn nhỏ, phương thức dẫn đường kém chính xác. Dù vậy, khi tái khởi động chương trình nghiên cứu vũ khí đối đất dẫn đường lần thứ hai, phương án của Koroliov xem ra đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Ngày 12 tháng 3 năm 1966, Bộ Công nghiệp Hàng không ra Nghị định 100 cho phép thành lập Văn phòng Thiết kế Vũ khí Đối đất. Đơn vị này chính là tiền thân của Cục Thiết kế Zvezda vào năm 1976. Đây là nơi ra đời của phần lớn vũ khí không đối đất chính xác cao sau này cho Liên Xô và Nga. Bây giờ, nhóm thiết kế đã quyết định sử dụng phần thân của tên lửa không đối không tầm trung K8 kết hợp với bộ dẫn đường và động cơ của K5 cùng một đầu đạn nặng hơn, tăng từ 13 cân lên 100 cân. Mặc dù phương án dùng K5 tấn công đối đất từng bị coi là không ổn định, nhưng việc sử dụng phần thân của phương án K8 tăng thêm sát thương đầu đạn được coi là bước đột phá của dự án. Ngoài ra, việc tiếp tục sử dụng hệ dẫn đường của K5 khiến nó tương thích với hầu hết các chiến đấu cơ thời bấy giờ, bao gồm cả tiêm kích đánh chặn chủ lực MiG-21. Vì thiết kế bắt đầu vào năm 1966 nên dự án mới được đặt tên là X-66 hay KH-66. Năm 1967, KH-66 bắt đầu được thử nghiệm trên thực địa với tiêm kích MiG-21PFM. Và tới ngày 20 tháng 6 năm 1968, KH-66 chính thức có tên trong danh mục vũ khí hàng không trò MiG-21PFM. Như vậy là chúng ta lại được biết thêm một thông tin mới về MiG-21. Nguyên bản khả năng của MiG-21 có thể tấn công mặt đất chính xác cao, chứ không phải là chỉ chuyên về không đối không đâu đấy. Dĩ nhiên, phương án bấy giờ so với hiện tại được coi là rất thô sơ. KH-66 yêu cầu máy bay phải lao vào mục tiêu đúng theo nghĩa đen để duy trì khóa mục tiêu tới khi đạn trúng đích. Phương án này đặt máy bay vào trạng thái hết sức nguy hiểm khi bổ nhào tấn công mục tiêu, dễ bị hỏa lực phòng không của đối phương tấn công, bắn hạ. Tuy nhiên, vào thời điểm bấy giờ, phương án này được cho là không quá tệ vì vũ khí phòng không lúc bấy giờ cũng chưa phải là quá đỉnh cao. Vậy, đó là lai lịch KH-66, thế KH-23 ở đây là gì? Vâng, đó là giai đoạn tiếp theo của chương trình phát triển vũ khí đối đất thông minh. Nó đi kèm với dự án tiêm kích đánh chặn MiG-23, cho nên phiên bản tên lửa mới được gọi là KH-23 đấy ạ. Dự án KH-23 tiếp tục do Koroliov và đồng nghiệp nghiên cứu phát triển. KH-23 được thiết kế dựa trên KH-66, nhưng cải tiến về động cơ và hệ thống dẫn đường kiểu mới Delta R1M. Sự khác biệt chủ yếu ở việc KH-23 là vũ khí chỉ huy vô tuyến trong tầm nhìn, tương tự như AGM-12 của Mỹ, cho phép phóng theo phương ngang thay vì bổ nhào phóng đạn. 10 quả đạn đã được thử nghiệm vào năm 1968, nhưng họ gặp vấn đề về hệ thống dẫn đường. Rốt cuộc, đầu thu tín hiệu được chuyển xuống phần đuôi đạn mới giải quyết được rắc rối. Kết quả, từ ngày 20 tháng 3 năm 1970 tới ngày 3 tháng 10 năm 1973, KH-23 đã được thử nghiệm kỹ càng trên tiêm kích MiG-23 và MiG-23B. Nó chính thức được chấp thuận trang bị năm 1973. Với phương thức dẫn đường mới, KH-23 được coi là phù hợp để trang bị trên nhiều loại máy bay chủ lực của Không quân Liên Xô thập niên 70, bao gồm MiG-23, MiG-27, Su-17, Su-27M3, Su-20, Su-22M, M3 và M4. Tên lửa có trọng lượng gần 300 cân, dài 3,5m, sải cánh 78,5cm. Đầu đạn nặng 111 cân, tầm bắn từ 2 đến 10 cây số, tốc độ bay 2160 đến 2700 km/h. Ban đầu, tên lửa sử dụng hệ dẫn đường vô tuyến, đến năm 1974, người ta tiếp tục cập nhật lên phiên bản sử dụng hệ dẫn đường laser bán tự động, có độ chính xác cao hơn hẳn. Phiên bản KH-23L đã trở thành cơ sở để phát triển và nhanh chóng đưa vào trang bị tên lửa không đối đất KH-25 vào năm 1975. Về phía Việt Nam, mặc dù là bên gợi ý Liên Xô phát triển tên lửa không đối đất KH-66 và KH-23, tuy nhiên hiện không có ghi nhận cụ thể về việc Liên Xô từng gửi cho ta tên lửa KH-66 để trang bị cho MiG-21. Thay vào đó, nhiều khả năng mãi tới năm 1979, KH-23 mới xuất hiện ở Việt Nam cùng với lô tiêm kích bom Su-22M. Mặc dù không thể rõ ràng và chính xác về thời điểm, nhưng chắc chắn một điều, kho vũ khí hàng không của Việt Nam có KH-23. Nếu không, Học viện Kỹ thuật Quân sự lấy đâu ra nguyên mẫu để nghiên cứu kết cấu và nghiên cứu để làm gì? À, đây chắc chắn sẽ là câu hỏi của nhiều người sau khi nghe lai lịch cái tên X-23. Tại sao lại chọn một mẫu tên lửa lạc hậu, lỗi thời như vậy?
Sao không nghiên cứu luôn tên lửa hành trình siêu âm hiện đại như KH-31 hoặc chí ít cũng là tên lửa KH-29 với cơ chế dẫn bắn laser hoặc quang truyền hình? Cứ bảo đi tắt đón đầu, sao lại đi ngược thế, phải nghiên cứu cái mới luôn chứ nhỉ? Thực ra, vấn đề nằm ở chỗ, dự án này được triển khai từ cách đây khá lâu rồi. Chính xác là theo thông tin trên trang web Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu X-23 từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 tới ngày 1 tháng 1 năm 2010. Vào thời điểm đó, B-21 và Su-22 vẫn chiếm số lượng đông đảo trong không quân nhân dân Việt Nam, là thành phần nòng cốt, thậm chí lúc đó có lẽ còn đang tranh cãi về tiềm năng nâng cấp sâu MiG-21, tăng hạn phục vụ thêm 10 năm nữa chẳng hạn. Do đó, việc chúng ta lựa chọn nghiên cứu X-23 có lẽ phù hợp vào thời điểm như vậy. Vậy, diễn tiến của đề tài này đến nay như thế nào khi mà MiG-21 đã nghỉ hưu toàn bộ vào năm 2015, còn Su-22 chỉ còn cách ngày về hưu không đầy 10 năm? Làm sao mà tôi biết được, thông tin chỉ tới vậy là hết cỡ. Dù vậy, theo quan điểm cá nhân của mình, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu X-23 không phải là dẫn tới việc sao chép và sản xuất hàng loạt loại tên lửa này, mà là dẫn tới chương trình nghiên cứu dài hơi về vũ khí không đối đất cho máy bay chiến đấu. Điều sâu xa mà chúng ta đang hướng tới chính là việc tự chủ đạn dược cho các quân binh chủng nói chung với lực lượng không quân nói riêng. Và phải nói rằng, ngoài chi phí mua máy bay, bảo trì, bảo dưỡng thường niên, vấn đề đạn dược cũng khiến chúng ta tiêu tốn một ngân sách khổng lồ. Cần biết là một quả tên lửa chống hạm KH-31A có giá sản xuất mới hiện nay là vào khoảng 800.000 đô một quả, và từ khi nhập khẩu KH-31A vào đầu thập niên 2000 tới nay, Việt Nam mới chỉ dám bắn duy nhất một quả từ máy bay tiêm kích Su-30 MK2. Vì chúng ta không sản xuất được mà phải nhập khẩu toàn bộ, cho nên chi phí rất lớn và bắn mỗi quả như vậy là rất tiếc. Dĩ nhiên, diễn tập thì phải bắn, nhưng rõ ràng là không thể phóng một cách thoải mái, năm nào cũng phóng được. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể lạc quan được, bởi việc tích hợp vũ khí dẫn đường nội địa cho máy bay chiến đấu là việc không đơn giản, nó liên quan mật thiết tới hệ thống điều khiển hỏa lực của máy bay. Đôi khi, việc này được coi là bị cấm trong hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu giữa hai quốc gia, và nếu như chúng ta thực sự muốn tích hợp một cái gì đó do ta làm lên máy bay do Nga sản xuất, nhất định phải đạt được sự đồng ý của Nga, không đơn giản là anh mua rồi, muốn dùng sao thì dùng. Tất nhiên, chúng ta có thể bỏ qua tất cả, tự tích hợp vũ khí lên máy bay, nhưng có lẽ chỉ nên sử dụng với các máy bay đã hết hạn bảo hành từ nhà sản xuất. Thực ra, trong quá khứ, ta cũng từng độ chế vũ khí lên máy bay chiến đấu của Liên Xô, điển hình là việc tích hợp tên lửa Vác Vai A-72 lên tiêm kích MiG-17 và MiG-19 để tăng hiệu quả chiến đấu. Nói chung, giờ hãy còn quá sớm để có thể đưa ra một nhận định chính xác về việc rốt cuộc bao giờ và khi nào sẽ có tên lửa hàng không do Việt Nam sản xuất, hay đơn giản chỉ cần rocket và bom hàng không của Việt Nam trên Su-27 và Su-30. Nhưng có thể chắc chắn rằng chúng ta có ý đồ, có tham vọng, chỉ là tiềm lực như thế nào mà thôi. Đành phải tiếp tục chờ vậy.